갑자기 무슨 비라네? 어, 제법 오는데. Em đánh nhau với ai sao? Ờ. Có một người phụ nữ điên nhào tới đánh em đó. Phụ nữ điên sao? Ừ. Kêu em yêu đi thì không chịu yêu, sao lại đánh nhau với phụ nữ chứ? Nhưng mà chị nè. Nhìn cô ta trước là giống Eri đó. Sao? Lúc đó em có cảm giác tim mình bay ra khỏi lòng người em vẫn chưa quên được eri sao misu giống thì rất là giống nhưng mà nhìn kỹ lại thì là hai người hoàn toàn khác nhau eri ở đâu ra chứ tại em vẫn còn nhớ tới cô ấy cho nên mới xuất hiện một người giống như eri như vậy cô ta tới để làm cho em tỉnh lại đó chắc là vậy rồi. Ờ, à, anh rể đâu? Anh chưa có về. Anh rể không về thì chị cũng phải ngủ đúng giờ chứ. Chị chịu anh rể quá rồi. <laughs> Nếu như em ngưỡng mộ anh rể thì mau lấy vợ đi. Phim được chiếu thức Minh tại TV Hay Z chập G. Anh yêu à, hôm nay chúng ta ngủ ở đây có được không anh? Anh cũng muốn như vậy lắm chứ. Ừ. Đúng rồi anh. Hôm nay Nam Minsu và tổ thiết kế đã tham gia buổi triển lãm áo cưới đó. Nó còn quan tâm tới mạng áo cưới nữa sao? Ừ, không phải vẫn chơi đâu. Anh ta mà muốn làm cái gì á thì cũng nhất quyết làm cho bằng được. Lần này tất cả tổ áo cưới cũng bị anh ta ép. Làm tốt vô nếu em muốn thăng chức. Trời ơi, anh đừng có lo trong vòng một năm nữa em sẽ thâu tóm anh ta nhất định là vậy ừ <laughs> quán cà phê đó anh nơi diễn ra đêm nhạc em hẹn na sinh giòn vào ngày mai đừng có lộ liễu quá như vậy tuy cô ấy ngây thơ nhưng không dễ bị gạt đâu ừ anh yên tâm đi Gạt cô ta dễ như trở bàn tay mà cô ta có làm gì được mong thoát khỏi tay em ngày mai anh phải đi chung với em tới đó nha ờ à, anh biết rồi <laughs> em yêu anh ờ à. ôi trời ơi thiệt tình em chờ anh tới giờ luôn sao tại trời mưa lớn cho nên em thấy lo cho anh thôi người lo lắng cho anh chỉ có mình em thôi á <laughs> dĩ nhiên là vậy rồi anh rất yêu em Cho dù em có nói gì đi nữa Thì em cũng nhất định sẽ sinh ra nó Sau khi đi Mỹ về tôi sẽ lập tức kết hôn Tôi đã có gì không thế rồi Em sẽ tự mình nuôi lớn nó Cô khùng sao Cô muốn cản đường tôi hả Em sẽ không bao giờ cản trở Cho dù như thế nào đứa bé này cũng là cô của em Em không thể giết nó được Em sẽ tự tay nuôi nó Cô dám <laughs> tôi không hề muốn có nó sao cô có muốn có nó cho bằng được chị hả nếu như cô xin nó ra tất cả chúng ta đều phải chết hoặc là tôi chết hoặc là tôi giết chết cô nếu như không muốn thấy ai phải chết thì cô phải nghe lời tôi cô hiểu chưa <laughs> yeah! cô đã nhìn lầm người rồi cô ên tối hôm đó là vì kết quả học tập của cô tốt nên chúng ta mới vui vẻ một chút thôi cô nói say hay không cũng không sao mà thân thể của mình thì phải tự biết bảo vệ chứ cái gì mà cúc nhục hả vì một đêm buông thả mà cô muốn bắt tội tôi hay sao hả cô là cái gì chứ tôi không bao giờ chấp nhận được chuyện đó đứa bé là con của em không liên quan gì tới anh nữa Thử nói lại một lần nữa Đứa bé đó là con em Nó không liên quan gì tới anh hết nghe chưa Tôi Đáng sợ tới mức cô không thể tưởng tượng nổi đâu Có thể cô không nhận ra được điều này Nhưng tôi còn cả tương lai phía trước nữa Cô không làm được gì tôi đâu Cô không được cản trở tiền đồ của tôi, có biết chưa? Em sẽ không cản trở anh đâu. Bởi vì nó là con của em. Cho nên em sẽ xin nó ra. Cô mà còn dám nói nó là con của tôi nữa thì tôi sẽ giết cô. Chính tay tôi sẽ giết chết cô. <laughs> em nhất định sẽ không tìm anh đâu. Em nhất định sẽ không bao giờ cản trở anh. Em sẽ tự mình nuôi nó. Cô! <laughs> mẹ nhất định sẽ sinh con ra cho dù có phải chết

gì vậy chị mưa lớn quá chị lo em sợ nó mới qua đây chị đã làm sai gì phải không hả em nói gì chứ sao mỗi khi có tiếng sống thì chị lại không ngủ được vậy à, bây giờ có em nằm bên cạnh như vậy rồi chắc chắn chị sẽ ngủ rất ngon chứ <laughs> ôi trời chị biết rồi ngủ ngon nha ôi trời ơi bọn họ cứ năng nỉ anh uống hoài khó lắm mới thoát được anh làm tốt lắm nếu vậy thì hôn anh một cái đi mm. ông xã của em đúng là tuyệt vời mm. <cười> 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 nhưng mà chuyện anh đang làm về rượu sô chu đó ờ chuyện đó sao ba của em đã biết rồi em nói ba của em e là sáng mai anh sẽ bị nói đó Từ trước tới nay chưa từng có loại rượu nhẹ như vậy. Nồng độ cũng chỉ có 12 độ thôi. Ngành rượu đều coi đó là một sự đổi mới và đột phá. Tại sao bà lại nói không được vậy hả? Trong suốt 20 năm còn đi theo ba, bà đã nói với con bao nhiêu lần rồi. Tại sao con cứ hỏi hoài vậy hả? Rượu sô chu 12 độ. Anh rể, đúng là có thể sao? Tất nhiên rồi. Đừng có ôm ào nữa. Anh rể à, nếu như anh muốn làm gì, thì dứt khoát thôi việc rồi tự làm đi làm theo ý mình không cần phải coi sắc mặt của ba thì càng tốt không cần biết là gì ngành chính của tập đoàn sẽ không thay đổi mà ba không phải là ba có công ty con nữa sao các công ty khác hoạt động ở rất nhiều ngành nghề như giao thông công trình và các ngành nghề khác nhau chúng ta đâu chỉ làm riêng về mảng đồ ngọt và khoai tây đâu ba thương hiệu của tập đoàn chúng ta là papa group chuyên sản xuất sản phẩm cho trẻ em lẽ nào ba chưa từng nghĩ tới nhưng mỗi khi nghĩ tới là ba lại nghĩ về những đồng tiền mà mình kiếm được để công ty phát triển lớn mạnh vậy mà lại đi sản xuất rượu sao thay vì con bỏ công ra nghiên cứu về rượu vậy thì dùng thời gian đó mà suy nghĩ về một loại bánh mới để phát triển thương hiệu của tập đoàn công việc nghiên cứu sắp hoàn tất rồi mà ba lập tức hủy bỏ nhưng mà ba bà... cậu còn dám cãi lợi tôi sao sau này tụi nhỏ lớn lên sẽ uống rượu của tập đoàn ba ba Ý kiến đó cũng đâu có tội Tập đoàn có lịch sử 50 năm mà Con đã nói đủ chưa vậy Lập tức ngừng kế hoạch đó lại Dạ Con đã hiểu ý ba rồi Ba Ba đừng có lúc nào cũng vậy mà Trước giờ anh ấy vẫn luôn chịu áp lực dưới tay ba rồi Chuyện gì mà chồng con làm Ba cũng đều phản đối Cho nên con cũng thấy buồn lòng lắm Sao nó không đưa ra ý tưởng gì tốt hơn hả những gì cần học đều đã học rồi, sao vẫn không khôn ra vậy? Chuyện nhỏ mà, anh đừng để bụng nha. Không sao đâu, chuyện đó như cơm bữa mà. Xét cho cùng anh ấy vẫn còn trẻ tuổi, vẫn còn rất nhiều dự định anh ấy muốn làm trong tương lai. Chuyện bà kêu làm thì nó không chịu làm. Suốt ngày làm mấy chuyện vô dụng như vậy. Trước giờ nó chưa từng khiến bà hai làm một chút nào. Ủa ông sao vậy? Chứ không phải đang nói chuyện con đúng không? Cái con nhỏ này nữa. Ông sắp ăn cơm xong luôn rồi. Con mới chịu xuống sao? Tại vì cháu gái của ông đang giảm cân mà ông. Chị ơi, lấy giùm con đồ ăn nha. Ồ. Con lại ăn một củ khoai lang và một cái trứng hả? Và còn thêm một trái táo nữa. À, chuối với một ít hạt nữa ông à ăn nhiều vậy luôn à vậy mới là một bữa ăn hoàn hảo mà ông ôi coi cháu gái của ông càng ngày càng xinh đẹp ông cũng phải thử giảm cân coi sao bệnh huyết áp cao và tiểu đường cũng sẽ biến mất mấy đồ sơn hào hải vị này quá là lãng phí <laughs> ăn cơm trưa nhắn tin cho ông gửi hình để ông coi ăn những gì ha dạ con biết rồi ông ừ <laughs> Ơi, giảm cân kiểu gì mà ăn một dĩa đầy như vậy chứ. Ở nhà này con là người ăn nhiều nhất luôn đó. Con có ăn nhiều đâu. <laughs> à, đêm qua tại chị, mẹ không ngủ được á. Ờ, chị xin lỗi. Chị thì ngủ rất ngon. Ôi trời ơi. Nhìn mặt con ngủ ngon còn hơn mẹ của con nữa. Mẹ lúc nào cũng bên chị hết. <laughs> chị cũng đâu <laughs> còn là con nít nữa. Sao nghe tiếng sấm lại sợ dữ vậy hả? Đã nói là... Chị của con năm 20 tuổi bị trượt chân té dưới mưa rồi mà Ước như chuột còn bị trượt té nữa chứ Đó là lúc 20 tuổi Còn bây giờ là lúc nào rồi Cũng đâu phải là bị xét đánh trúng Bao nhiêu năm qua rồi còn gì Thì phải đau nhiều buồn nhiều mới như vậy chứ Bởi vậy mới nói Chị mau mau lấy chồng đi Chị phải ngủ bên cạnh chồng mình Thì dù có sấm chấp cỡ nào cũng có người dỗ về <laughs> Nói vậy cũng đúng hả <laughs> Chị càng lớn tuổi càng khó có con bạn của em đứa nào cũng khoe có cháu hết rồi. còn không có gì để khoe sao? cơm hộp chị con làm cho con vừa đẹp vừa ngon mà. em không cần cơm hộp chị làm, chị chỉ cần mau mau lấy chồng giùm em thôi. chị biết rồi. từ bây giờ chỉ cần có anh chàng nào thích chị thì chị sẽ thử hẹn hò. khó khăn lắm mới nghe được tin vui. vậy thì chị làm điều đó trong năm nay luôn đi. hả? chị phải gả đi được thì em mới có thể đi theo chứ. <laughs> trời, chị biết rồi mà. Chị nói rồi chỉ cần có người nào thích chị Chị sẽ hẹn hò vô điều kiện Chị đừng có nói suông Phải thì lấy chồng thiệt á Chị biết rồi, chị biết rồi ấy thiệt tình ơi <laughs> phải lẹ lên còn đi làm nữa à, Còn phải đem điện thoại đi sửa ơi thiệt tình Tự nhiên dướng vào mấy chuyện này Rắc rối quá đi Tình khốn như anh không thể nào tha thứ được. Đi chết đi, đi chết đi. Tình khốn này, anh đi chết đi. Đi sống làm gì chứ? Đi chết đi, đi chết đi. Đi chết đi. đi, chết đi. Chắc chắn là của ta rồi. Điện thoại thì cũng tắt mấy hoài luôn. Chị ơi, cái này không thể sửa nhanh được. Phải một tiếng đồng hồ đó chị à. Ôi, tôi có rất nhiều cuộc gọi gấp. Anh cố gắng sửa nhanh nhanh giùm tôi có được không? Dạ, tôi biết rồi. Chị tìm chỗ nào ở gần đây ngồi uống nước chờ nha. Ờ, tôi biết rồi. Anh ráng giúp đỡ giùm tôi. Dạ. Ôi trời, đúng là quả vô đơn chí mà. Ai... Họ nói người phụ nữ trong đoạn video giờ đã chạy sang Nhật rồi, còn cắt đứt mọi liên lạc nữa. Tóm lại vẫn là người trợ lý đó khả nghi nhất thưa giám đốc. Tôi đã gọi nhiều lần rồi, nhưng mà điện thoại luôn tắt máy. Nhất định có gì đó nên cô ta mới chặn cuộc gọi. Không có chứng cứ thì không thể bắt được. Nếu như không phải là người phụ nữ đó, thì chứng tỏ trong số nhân viên của chúng ta có người làm nội ứng. À, không thể nào là nhân viên của chúng ta làm được. Vẫn là bà cô trợ lý đó khả nghi nhất bên phía nhà cô dâu cũng nói sẽ tiếp tục điều tra những người có liên quan anh cũng nên vào hỏi thêm tôi cũng sẽ cố gắng điều tra coi sao dạ tôi biết rồi điện thoại của chị đã sửa xong rồi Ô, cảm ơn anh nha Ô, không có điện thoại tưởng chết luôn rồi chứ <laughs> cảm ơn anh nha dạ cảm ơn chị rất nhiều Ơ ai mà gọi nhiều quá à? Alo, tôi nghe. Anh là ai vậy? Từ tối qua tới giờ tôi thấy anh gọi cho tôi nhiều lắm đó. Tôi ở trung tâm tiệc cưới Hara đi. À, trung tâm tiệc cưới Hara. Dạ, anh có việc gì không? Về chuyện ngày hôm qua, tôi cần tìm cô để đối chứng. Đ đối chứng sao? Trong hôm nay, cô có thể tới chỗ chúng tôi có được không vậy? À, tôi rất bận. Tại hôm qua điện thoại của tôi bị đập hư ở chỗ của anh đó. Cho nên tôi mới vừa sửa sáng nay thôi. Chuyện này rất là nghiêm trọng. Nói không chừng bên cảnh sát sẽ điều tra cô đó. Cảnh sát điều tra tôi chuyện gì chứ? Tóm lại là nếu cô muốn giải quyết một cách tốt đẹp thì lập tức qua chỗ tôi. Lập tức sao? Phải, qua ngay lập tức luôn. À, sao phải gấp như vậy? Cô tới đây thì sẽ biết thôi. Nhưng mà tại sao tôi phải tới ngay lập tức? Nè, alo, alo. Tắt máy rồi sao? Ôi, sao hạng người gì kỳ vậy? cô gì ơi dạ cho tôi hỏi phòng giám đốc ở đâu vậy à dạ chị lên lầu hai nha cảm ơn nha mười giờ tôi là người hồi nãy gọi điện thoại đó cô ngồi đi ý của anh là tôi chính là kẻ đã đánh tráo đoạn video trong tiệc cưới ngày hôm đó có phải vậy không? Không phải vậy sao? Sao tôi phải làm vậy hả? Cô dâu là khách hàng của tôi. Vậy lý do gì tôi phải hủy hoại tương lai của cô dâu hả? Thì bây giờ tôi muốn hỏi cô đây. Tại sao trợ lý áo cưới cho cô dâu lại lén la lén lút đi vô phòng phát thanh? Tôi đi tìm phòng vệ sinh mà. Nhưng mà tôi bị đi lạc cho nên mới vô đó. Tôi làm sao biết được đó chính là phòng phát thanh của mấy anh hả? Có thật vậy không? Thật! Ai, thiệt tình Nói thiệt với anh nha Tôi cảm thấy khó chịu về kiểu kiến trúc đặc biệt làm tôi phải đi lạc như vậy Hơn nữa cũng vì kiểu trang trí độc đáo đó Cho nên tôi mới đi lòng vòng xem thử Ơi, Anh thấy đó Điện thoại của tôi bị đạp hư Nên còn mất tiền đi sửa nữa Còn tiền lễ phục và chú rể mặt cũng bị tổn thất nghiêm trọng luôn Tôi thực sự rất muốn yêu cầu họ bồi thường thiệt hại cho mình mà Nhưng vì cô dâu như vậy nên tôi mới không mở lời được á nhưng mà chờ chút Đáng lẽ các anh nên bồi thường thiệt hại mới phải chứ Do bên phía các anh không quản lý phòng phát thanh tốt Cho nên mới xảy ra sự cố như vậy mà Ý của cô là Cô thực sự không tráo đổi đoạn video đó hả Tôi không có Nói thiệt nha tôi thực sự rất muốn coi chân dung Cái người đã đi phá hoại hôn lễ của người khác như thế nào Mặc dù cái kẻ phá hoại đó cũng chẳng gì sai Làm chuyện đó mà không có gì sai là sao Không phải hả nếu như cô dâu mà kết hôn với cái tên khốn khiếp đó như vậy có tốt hay không? Ý cô là... Cô hy vọng chuyện như vậy thì mới gọi là kết quả tốt hả? Dĩ nhiên như vậy rồi. Nhìn cái mặt của anh, hình như là nghi ngờ tôi hả? Thì ý của bà chị đây là... Đám cưới đó phải bị quỷ đi, như vậy mới tốt còn gì? Bà chị cái gì chứ? Đúng vậy. Bà chị đây cho rằng... Đám cưới đó bị quỷ là một chuyện rất tốt. Nhưng mà tội phạm không phải là tôi đâu anh nghe rõ chưa cho dù phải mất bao nhiêu lâu tôi nhất định cũng sẽ bắt được tội phạm giỏi thì bắt thử coi có kết quả điều tra tôi sẽ báo cô ngay lập tức đó anh muốn làm gì thì làm không cần phải báo tôi đâu đúng là một kẻ thô lỗ bận chết đi được mà bắt người ta tới đây ngay lập tức à Ý. làm trợ lý thôi mà làm cái gì mà bận rộn chứ anh đang coi thường mấy người làm trợ lý đó hả Tôi bận tới bắt khùng luôn đó Chúc anh bắt tội phạm thành công ha Tôi không phải là tội phạm nha Đừng có đổ quan cho người khác như vậy <cười> 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 Thiệt tình Ôi trời <cười> <cười> Đúng là xui xẻo thiệt mà. Nghi ngờ ai không nghi ngờ lại nghi ngờ đúng ngay mình mới ghê chứ. Đúng là xui xẻo. Thiệt, bực quá. Chuyện gì đâu không? trưởng à, chị uống cà phê đi Cảm ơn cô Ôi trời Đẹp thật đó nha Thì Chỉ là vài nét bút đơn giản thôi à Lúc nào có ý tưởng mới Chị cũng dễ phát thảo vậy hết sao Hình như Steve Jobs có nói là Hay là Obama nói vậy ta Không ghi chép Thì tất cả mọi thứ Đều là đống rác Có cả câu nói đó hả Ồ, hình như là vậy đó dù sao thì tổ <laughs> thiết kế của chúng ta cũng phải phấn đấu dương lên ha dạ, dạ thưa tổ thủ thủ trưởng <cười> <cười> chị tới trễ vậy ôi xin hô ạ à, tôi mới vừa dễ xong một mẫu phát thảo nữa đây nè cậu tới nghiên cứu cùng tôi đi đâu chị đưa em coi thử ừ. ủa tập dễ đâu ừ. Sao vậy? Chị tìm kỹ lại coi Rõ ràng là tôi để ở trong này mà Ôi trời Nó mất tiêu rồi Hả? Hay là chị để ở trong xe Chị đưa chìa khóa đây em kiểm tra thử cho Ê, Chờ một chút Ch Kỳ lạ thiệt đó Nhưng mà Ê. Rõ ràng tôi để nó ở trong đây thiệt mà Tôi đi sửa điện thoại Sau đó đi uống cà phê rồi quay lại lấy điện thoại Rồi tới Hara Kỳ lạ thiệt đó nha Trong xe không có Ôi trời ơi, vậy là nó ở đâu? Ê, hay chị chịu khó vẽ lại đi. Vẽ xong rồi mình lưu lại ở trong máy tính ở đây cho chắc ăn nè. Đâu phải muốn vẽ là vẽ đâu, hôm nay có hứng tôi mới vẽ được đó. Rõ ràng là tôi để nó ở trong túi này. Thì chị nhớ ra rồi vẽ lại là được mà, em sẽ nhập vô máy tính cho. Ôi, rốt cuộc thì để đâu rồi ta? cũng đẹp. Tổ thiết kế, đi uống ly trà với tôi đi. Dạ được thôi. Như mọi người đã biết, tiệc cưới Hara cho tới nay đã đi vô quỹ đạo rất tốt rồi. Bên ngoài nhiều người khen ngợi, lượng khách quay lại cho chúng ta cũng rất đông. Tuy nhiên, tôi lo lắng về thành tích mạng áo cưới không được tốt cho lắm. Cho tôi chút thời gian nữa đi giám đốc. Mạng tổ chức hôn lễ đã ổn định rồi, nhưng mạng áo cưới thì trì trệ, tại sao lại như vậy? Quá đơn giản. Do quảng cáo của áo cưới chúng ta chưa đủ. Chúng ta có đăng bài sản phẩm của chúng ta trên các tạp chí chuyên nghiệp bao giờ chưa? Tuần lễ thời trang, show diễn người mẫu, triển lãm áo cưới, mấy show thực tế. Mình phải tiếp cận với nó tích cực hơn. Mấy cái đó cần thiết lắm, chúng ta không thể xem thường được. Chỉ cần các ngôi sao mặc vào thì ha ra sẽ nhanh chóng phớt lên thôi. Thông qua quảng cáo để nổi tiếng thì ai mà làm chẳng được chứ. Chẳng lẽ bây giờ bộ phận áo cưới lại sống dựa vào bộ phận trung tâm tiệc cưới hay sao? Phải tự mình để phát triển chứ. Anh nói vậy có nghĩa là tổ thiết kế áo cưới của tôi làm việc không hiệu quả, ý anh là vậy đúng không? Thì rõ ràng là vẫn chưa thấy hiệu quả mà. Chúng tôi là đội ngũ mơ ước của nhiều nhà thiết kế đó trợ lý ly và trợ lý kim đây đều là những nhà thiết kế áo cưới chuyên nghiệp tôi thì anh cũng biết rồi tôi là nhà thiết kế chính của cửa tiệm áo cưới nổi tiếng ở new york đó tôi không quan tâm quá khứ điều quan trọng là hiện tại vẫn còn một chuyện cần nhờ mọi người ở đây đừng vì quá nóng ruột mà đi sao chép thiết kế do người khác làm ra tôi tin thực lực của mọi người nên sẽ chờ thêm thời gian nữa sao chép là sao anh nói vậy nghe được hả trước mặt tổ thiết kế mà sao anh có thể nói như vậy hả coi thường người khác có mức độ thôi chứ danh đốc là giỏi lắm sao anh ừ. anh bận không nói đi Em đang tức đi vì cái tên Minsu đó đây nè. Sao vậy? Anh ta hành động không giống người có tiền chút nào. Anh ta cùng công việc rồi. Cái gì? Hồi nãy anh ta kêu tổ thiết kế tụi em uống ly trà. Sau đó nói tổ thiết kế áo cưới không có thành tích. Rồi nói tụi em làm việc không hiệu quả. Rồi không có em ra cái gì hết. Em phải cẩn thận với Minsu. Chưa biết chừng nó sẽ điều tra lại kinh nghiệm của em ở New York đó. Dù cho nó có nói gì đi nữa thì em cũng phải nhẫn nhịn cho tới khi em được thừa nhận. Em biết rồi. Lát nữa anh sẽ tới đó với Nathan John phải không? Để anh sắp xếp xem sao. Tối đi. Mình em gặp vợ anh thì có ý nghĩa gì chứ? Anh biết rồi. Ủa? Em tới hồi nào vậy? <laughs> tối nay anh định làm gì? cũng không có gì đặc biệt hết tối nay em hẹn với Da Hi đi quán bar xem ca nhạc đó anh ca nhạc hả sao tự nhiên <laughs> bữa nay lại có hứng đi coi ca nhạc anh không nhớ là em thích ca sĩ Lina hả là Da Hi đã dò hỏi được nên rủ em đi xem đêm nhạc còn bé đó đúng là rảnh thiệt tự nhiên lại rủ em đi vào mấy chỗ đó phải là anh em họ không vậy anh rất thờ ơ thì phải nếu không có em chắc hai người không nhìn mặt nhau luôn rồi Ôi trời gặp nhau để làm gì chứ anh đã giới thiệu công việc cho nó rồi còn muốn anh đi coi ca nhạc nữa hả đúng vậy đó anh đi chung với em đi khó khăn lắm mới có thể ăn chung với nhau tiện thể đi hẹn hò với em luôn hẹn hò sao Đà hi mà biết được chắc là sẽ vui lắm ôi trời đất ơi anh đâu có định tới gặp nó tại em nên anh mới đi thôi <laughs> vậy lát nữa chúng ta xuất phát nha anh được rồi <laughs> Phim được chiếu thức minh tại tvhayz.org Vào đi Giám đốc, bắt được tô phạm rồi Là gì? Người đó là tài xế của phòng phát hình Là tài xế sao? Anh ta là nhân viên của chúng ta mà Sao lại có chuyện đó? Chắc là anh ta bị người phụ nữ đó mua chuộc rồi Là chú để bắt được Đã giao nộp cho cảnh sát rồi thưa giám đốc Lập tức sẽ thả anh ta cho tôi Dạ, tôi biết rồi. Um... Um... Có điện thoại kìa chị Anh Huy ơi Hả? Hình như là bên Hara gọi điện thoại tới Thôi bỏ đi chị không nghe Dạ Anh tưởng là gọi tôi sẽ bắt máy sao trời, đúng là hết nói nổi Đúng là con người vô lý <laughs> Số mấy quý khách vừa gọi hiện Tìm giúp tôi số điện thoại của tìm Marie. Nếu tìm thấy rồi, đem qua cho tôi liền. Không biết bao lâu rồi, em chưa đi xem ca nhạc đó anh à. Em thích nơi đó có nghĩa làm già thiệt rồi. Thật vậy sao? <laughs> coi ra em cũng lớn tuổi lắm rồi. <cười> <cười> anh thì lại thích đi coi ca nhạc ở những sân khấu lớn hơn. Phải rồi, anh vẫn còn trẻ trung lắm mà. Một mình em già là được rồi, anh cứ việc từ từ mà đi theo nha. Em nói gì vậy? Em có biết là em trẻ tới mức nào hay không? Em ra ngoài mà coi, mấy cô hai mươi cũng không bằng. <laughs> cái gì mà hai mươi tuổi nói ba mươi tuổi thì còn có thể tin được không đâu anh nói thiệt mà nói em hai mươi cũng đầy người tin những lần mà em đi dự tiệc cùng với anh người khác cứ suốt ngày hỏi anh là tại sao vợ của anh lại vừa trẻ vừa đẹp tới như vậy em có biết không hả nghe họ nói như vậy anh cảm thấy như thế nào còn sao nữa anh không thể nào ngăn nổi niềm tự hào trong lòng của mình đâu em biết chưa <laughs> Mấy chuyện này phụ nữ không hiểu đâu <laughs> Nói vậy thôi Chứ ngày nào đó em già rồi Có khi anh còn chẳng thèm nhìn em lấy một lần nữa Ồ hờ, phụ nhân à Sao em lại nói như vậy được Anh là người đàn ông rất nghe lời vợ Cho dù em có thành bà lão lưng còng đi nữa Trong mắt anh em vẫn là cô gái xinh đẹp <laughs> Cái anh này, cái miệng ngọt như đường vậy đó Em biết là anh đang nói dối đó nha Sao, anh đang nói thật mà Em sao vậy <laughs> nhìn vợ chồng hai người đó kìa chị giỏi giả bộ chị ơi Ủa đường tới đây có dễ tìm không chị Dĩ nhiên rồi lâu rồi không gặp Đa Hi anh có khỏe không anh Anh khỏe lắm hai người nên liên lạc thường xuyên hơn ai mà nghĩ hai người là anh em chứ